Với sự tham gia của các diễn viên Lưu Đan, Từ Dinh, Lê Nặc Ý, Lâm Y Kỳ, Trịnh Thiếu Dân, Hoàng Tử Hùng, Lý Lâm Ân, Trương Đạt Luân, Lý Gia Đỉnh, Trang Thư Minh, Dương Trác Na, Hà Ý Dân, Triệu Vĩnh Hồng, Mã Đế Lộ cùng một số diễn viên khác, biên kịch Quang Bính Hồng, Liễu Chính Thanh, đạo diễn Trần Chí Giang, Hoàng Nhữ Lạc, Trương Vĩnh Hào, diễn viên Lồng Tiếng Chí Hiếu, Bích Ngọc, Huy Hồ, Ý Nhi, Thùy Trang, Khánh Văn, Hoài Bảo, Bình Nguyên, Huệ Phụng, Anh Luân, kỹ thuật Lồng Tiếng Khởi Minh, Cẩm Thuận, Ngọc Tuấn. Bộ phim Mái Ấm Gia Đình. Trò trốn tìm tình yêu. Em không cần biết là anh dùng cách gì, tóm lại không mua được vé thì sau này đừng có gặp em nữa. Nè, tuy nói bạn trai là dùng để sai vặt, nhưng không cần hung dữ như vậy chứ. Kêu anh ta giúp tôi lấy mấy tấm vé xem buổi biểu diễn của xí muội thôi, chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được, đúng là vô dụng. Vé xem biểu diễn của xí muội khó mua như vậy, không mua được cũng bình thường thôi mà. Đúng rồi, vậy nên mới nhờ người này đó. Ừ, phải đó, cô thân với xí muội như vậy, hỏi cô ấy lấy mấy tấm vé cũng đâu có gì khó chứ. Vậy thì chưa chắc đâu. Không phải cô định là sẽ từ chối đám chị em bọn này chứ? Tôi tuyệt đối không có ý này, nhưng mà dạo này xí muội thật sự rất bận, vừa phải đóng phim vừa phải tập cho buổi biểu diễn, tôi còn không được gặp cổ nữa là. Tại cô không gặp được cổ thôi, còn anh cô là bạn trai của cô ấy, kêu ảnh giúp là được rồi. Đúng rồi, anh trai cô liên tiếp 4 lần bị tờ báo nổi chụp được ảnh đang uống hẹn hò với xí muội mà, vậy tức là bạn trai thật rồi, hỏi cô ấy lấy mấy tấm vé cũng rất dễ thôi. Đáng tiếc là anh hai tôi cũng rất bận, ngày nào cũng đi sớm về trễ, tôi cũng ít khi gặp được ảnh lắm. Ai gửi tin nhắn cho cô mà cô cười tươi quá vậy hả? Có phải là con trai không? Tất nhiên không phải rồi. Mau nói cho mọi người nghe đi. Là xí muội đó, cô hẹn tôi ngày mai lên nhà cổ. Tới lúc đó có thể giúp các cô xin vé biểu diễn của cổ rồi. Nè, cô nhất định phải lấy được đó. Nhất định phải đi xem được đó. Cảm ơn cô nha Tử Ni. Bắt cô ở xa mà cũng phải chạy tới đài truyền hình lấy đồ trong tủ áo giùm tôi, thật là ngại quá. Mình thân nhau như vậy, khách sáo làm gì chứ. Trợ lý của cô xin nghỉ phép, hôm nay tôi cũng rảnh mà, không có sao đâu. Tử Ni à, cô thường hay làm trang sức đẹp cho tôi, lại giúp tôi nhiều chuyện như vậy nữa, hay là cô nghĩ ra một món quà để tôi tặng cho cô đi. Thật sự là tôi có chuyện muốn nhờ cô, nếu cô có thể giúp được thì tôi rất là vui. Nói đi, giúp được tôi sẽ giúp mà. Mấy đứa bạn của tôi rất muốn tới xem biểu diễn của cô, không biết là cô có thể nào vé xem buổi biểu diễn của tôi chứ chị. Tôi để sẵn 15 tấm vé cho cô rồi nè, có đủ chưa? Đủ rồi, đủ rồi. Xí muội à, cô tốt với tôi thiệt đó. Mình thân nhau như vậy khách sáo cái gì chứ. À phải rồi, ngày mai á cô phải quay phim, tôi giúp cô chụp lại trang phục. Mấy bộ đó đâu rồi? À phải rồi, ở đây. Mấy bộ đồ này ngày mai tôi phải mặc rồi. Tôi phải chụp nó lại để kẹp vào kịch bản, như vậy sẽ không bị lộ. Không thành vấn đề. Cảm ơn Tử Ni. Alo, cuối cùng cũng rảnh gọi cho em rồi hả? Em không cần biết anh bận như thế nào, tóm lại là thứ bảy này em phải gặp được anh. Ừ, được rồi, em đợi điện thoại của anh đó. Tạm biệt. Dạo này anh hai ảnh thật sự rất là bận, bận đến nỗi phải ở lại công ty tăng ca, không có thời gian về nhà ngủ luôn. Cô đừng có trách ảnh nha. Ảnh phải làm gì không ở bên cạnh tôi được, tôi không trách ảnh đâu. Vậy thì tốt. Nhưng mà anh ấy lại giúp tạo hình cho con nhỏ người mẫu này, tôi thấy không vui chút nào hết. Không ngờ Mã Tử Nhân lại đi làm việc cho con Y Tinh này. Trước khi ảnh nhận được công việc này, ảnh không có bàn trước với cô hả? Không có. Nghe nói con người mẫu này rẻ tiền lắm, chuyên đi bán thể xác cho mấy ông giám chế, người sáng tác để đi lên đó. Hát thì hát lạc, giọng múa thì múa không đẹp, chỉ biết ăn mặc hở hang để dụ dỗ bọn đàn ông háo sắc thôi. Thì cô ta chính là muốn dựa vào bọn đàn ông háo sắc đó để tạo thế lực trên mạng cho cô ta. Đã liên tiếp 2 tuần vượt qua tên của tôi luôn rồi, được lên vị trí nữ thần trong trang diễn đàn Ba Đa nữa đó. Cô không cần lo, có cầu tạ không thể thăng chánh mà. Như má của tôi nói, loại người như vậy người ta sẽ mau xem chán lắm.
Tôi cũng không biết nữa. Tới lại bây giờ ngay cả anh trai cô cũng làm việc cho cô ta. Trời, còn chưa thay đồ sao? Chỉ mấy tiếng nữa là tới giờ diễn rồi. Cô sắp xếp lịch trình cho tôi dày đặc như vậy, ngay cả thời gian đi ngủ cũng không có. Có thể cho nghỉ thứ bảy chủ nhật được không? Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Bây giờ không làm, đợi tới khi nào nữa chứ? Thứ bảy này tôi nhận một chương trình ở trung tâm thương mại cho cô rồi. Thứ bảy sao? Cô giúp tôi từ chối có được không? Tôi muốn thứ bảy này đi gặp bạn xã hơi một chút. Được rồi, được rồi. Không có lần sau đâu. Thấy cô vất vả như vậy, thứ bảy này cho cô nghỉ đó. Biết rồi, sau này tôi sẽ ngoan mà. Nè, mau thay đồ đi, tôi đợi cô dưới lầu đó. Ừ, 10 phút nha. Ừ, nhanh lên đó. Thứ bảy cô có hẹn với ai hay sao? Thật ra thì cũng chưa có, chỉ là tự nhiên tôi muốn ăn lẩu kem thôi. Tôi thấy mấy tạo hình này đều rất ổn, rất hợp với bài hát đầu trong MV của cô. Bản thân cô có thích tạo hình nào hay không vậy? Tôi thấy cái nào cũng giống nhau hết mà. Nếu như cô thấy không hài lòng, tôi có thể đem về sửa mà. Không, tôi muốn nói là cái nào tôi cũng rất là thích, nên tôi không biết phải chọn cái nào thôi. Thì ra là vậy, hay là để tôi chọn giùm cô nha. Tôi cũng nghĩ như vậy đó. Hơn nữa, tôi cũng muốn biết trong mắt anh tôi gợi cảm nhất, đáng yêu nhất là như thế nào đó. Xin lỗi nha, chờ tôi một lát. Ý, sao em lại ở đây? Em tới làm gì vậy? Không, đang học không có gì làm nên qua đây giúp cho xí muội trông chừng anh đó. Cổ làm gì có thời gian cho anh chứ. Vậy bây giờ anh có nhiều thời gian dành cho cổ hả? Em cũng biết là hai người rất bận, không có thời gian gặp mặt. Nhưng mà không thể vì vậy mà bị con yêu quái này nó mê hoặc anh được chứ. Em đang nói đi đâu vậy? Anh với cổ đơn giản chỉ là quan hệ công việc mà thôi. Vậy thì tốt. Con nhỏ này nổi tiếng là nhờ hay liếc mắt đưa tình với động vật giống đực đó. Anh làm ơn tránh nó xa một chút đi. Thanh giả tự thanh, anh không cảm thấy có gì là cần phải tránh né hết. Xin lỗi nha, có làm phiền hai người không? Không phiền, đây là em gái của tôi. Có chuyện gì không? Không. Leslie à, cái nơi con bướm này hình như là không có chịu yên phận, giống như lúc nào cũng muốn bay mất vậy đó. Anh có thể giúp tôi cột lại không? Tất nhiên là được. Để tôi cột cho. Tôi thắt nơ con bướm đẹp lắm đó. Để tôi thắt cho. Thứ bảy anh có rảnh không? Có chuyện gì không? Tôi có hẹn với đạo diễn để bàn về tạo hình MV đó. Muốn hỏi anh có đi chung hay không thôi. Để tôi coi lại lịch làm việc rồi nói lại cho cô biết sao. Được thôi. Qua trái một chút, bỏ tay lên bàn đi. Đúng rồi. Nè, được rồi. Rồi, 1, 2, 3. Nè, để cao lên. Đúng rồi. 3, 2, 1. Được rồi, nghỉ một lát rồi chụp tiếp nha. Cảm ơn. Cô đứng chụp hình cả ngày trời, người cũng cứng đơ hết rồi. Đúng là vất vả thì đơ. Có cô đi cùng tôi đã là tốt lắm rồi. Ê, tóc bị rối rồi. Được rồi. Cảm ơn Tử Ni. Còn có một chuyện cô phải cảm ơn tôi nữa kìa. Tôi giúp cô thăm dò được là thứ bảy này anh tôi rảnh đó. Cô mau hẹn ảnh đi ăn gì đi. Xí muội ơi. Tôi qua đó đây, nói sao nha. Dạ. Chào cô. Cô có phải là trợ lý của xí muội không vậy? Cũng coi là như vậy, có chuyện gì không? Là như vậy, xí muội có đặt một cái bóp tiền. Chúng tôi đã làm xong hết rồi, có thể giúp tôi giao cho cổ được không? Được rồi, tất nhiên được. Vậy cảm ơn cô. Không có gì. Follow L, tức là tặng cho người yêu rồi. Giá lại tên tiếng Anh của anh hay là Leslie, một lời hai ý, rất là có ý nghĩa đó. Anh hai, có đồ tốt cho anh nè. Cái gì cũng được, chờ anh đi vệ sinh xong rồi hãy nói. Là cô ta. Leslie, nếu thứ bảy anh rảnh, có muốn cùng đi ăn tối với tôi không? Chủ động tấn công, muốn cướp tình yêu của người ta hả? Tôi không rảnh đâu, cô ăn một mình đi. Không được,
không giống cách nói của anh hai, chắc là sẽ bị nghi ngờ mất. Xin lỗi nha, tôi không rảnh, cô hẹn người khác đi. Vẫn chưa được, phải xóa tin nhắn của cô để tránh anh hai nhìn thấy là đổi ý nữa. Giúp người thì phải giúp tới cùng, giúp ảnh hẹn xí muội mới được. Vậy là xong rồi. Cái gì mà xong chứ? Không có gì. Em lấy điện thoại của anh làm gì vậy? Em giúp anh hẹn xí muội sao? Em có biết là... Thật ra cổ không có thời gian để ý tới anh đâu. Em biết là cổ không có thời gian ở bên cạnh anh. Nè, em thật sự nghe cổ nói với quản lý của cổ là ngay cả thời gian để ngủ còn không có nữa kìa. Em đừng có can thiệp vào chuyện của hai đứa anh nữa có được không? Phải đó, em thích lo chuyện người khác vậy đó. Hai tấm vé ăn lẩu kem dính nến này là em cố tình lên mạng lấy cho anh đó. Xí muội thích ăn cái này nhất, đi hay không tự anh quyết định đi. Xin lỗi em, lúc nãy anh hơi nặng lời. Em cho tụi anh một chút không gian riêng có được không? Được, tất nhiên là được rồi. Mã Tử Nhân, anh mất bạn gái thì đừng có trách em nha. Tránh ra đi. Khó khăn lắm em mới xin nghỉ được đó. Anh đừng có nói với em thứ bảy này anh không rảnh nha. Anh hai, xin anh đó, anh mau nhận lời xí muội đi. Thật hả? Anh thật sự đồng ý quản lại tạo hình MV ca nhạc đang lẩu kem với em sao? Thà cho anh đó. Không uổng công em mua cái bóp mà trước giờ anh thích nhất để tặng cho anh. Tạm biệt Tử Ni. Xí muội. Tôi lo nói chuyện điện thoại, không biết là cô đã tới. Không sao đâu, tôi mới tới thôi mà. Sao mà tốt bụng tới thăm tôi vậy? Nè, tôi có làm một số trang sức mới cho cô nè. Wow, đẹp thiệt đó. Thật ra cô không cần thường xuyên làm cho tôi như vậy đâu. Tôi lo là cô cứ thức đêm như vậy sẽ rất vất vả đó. Không đâu, nhìn thấy cô thích thì tôi đã thấy vui rồi. Nói là sẽ cùng đi ăn món lẩu Nhật Bản mà sao lại chạy tới đây ăn lẩu kem? Xin lỗi nha, lần sau mời cô đi ăn vậy. Anh trai của cổ hẹn xí muội tới đây để ăn lẩu kem đó mà. Làm em gái người ta thấy không yên tâm. Thôi chiều cổ đi. Không phải là tôi cố tình tới đây đâu. Tại tôi mua được 4 tấm vé ăn ở trên mạng mà. Không lý nào lại lãng phí không đi, có đúng không? Được nhìn ngôi sao lại được người khác mời ăn uống cũng đâu có thiệt. Đương nhiên. Sao lâu vậy? Có phải cổ bị kẹt xe không? Wow, tin nóng nè. Tin nóng gì chứ? Tôi lên mạng coi trang tin tức, nói là anh trai cô thích hot girl nè. Nhìn đi. Cái gì vậy? Viết bậy viết bạ không à? Xin lỗi, bị kẹt xe. Nhưng lúc nãy tôi đi qua cửa hàng bán báo, có biết tôi thấy cái gì không? Gì hả? Cuốn tạp chí này nói anh trai của cô phản bội xí muội để theo đuổi hot girl đó. Hả? Không thể nào. Nè, nhưng mà thấy cái tay đây ở chỗ này mà. Chắc là vấn đề góc độ thôi. Đây là anh trai cô, đúng là rất khó để bắt cô chấp nhận sự thật. Sự thật cái gì chứ? Sự thật là phần lớn đàn ông đều rất xem trọng thân hình của phụ nữ chứ không phải là trái tim của phụ nữ đâu. Cho nên anh cô mới vì con nhỏ hot girl này bỏ rơi xí muội cũng là chuyện bình thường thôi. Anh của tôi không phải loại người vậy đâu. Cô buồn để làm gì, người này là anh trai của cô chứ đâu phải bạn trai của cô. Đúng đó, cho mượn coi coi. Xin lỗi, chúng tôi không làm mất nhiều thời gian của anh đâu. Nghe nói là xí muội hủy bỏ hợp đồng với anh rồi, không mà anh làm chỉ đạo hình tượng nữa, có thật không vậy? Tôi với xí muội đúng là đã chấm dứt quan hệ công việc rồi. Hay là vì chuyện của anh và hot girl bị lộ, xí muội không chịu đựng được anh ra ngoài vụng trộm, cho nên chia tay anh rồi hủy bỏ hợp đồng luôn, có đúng như vậy không? Tôi không muốn trả lời những câu hỏi mang tính giả thuyết đâu. Sao cũng được hết, đây là chuyện giữa tôi và xí muội. Mong các anh đừng có kéo hot girl vào cuộc nữa, như vậy không công bằng với cổ. Sao con anh cũng thiệt gì hết vậy? Có phải anh thích cổ nên muốn bảo vệ cho cổ hay không? Anh Mã, xin lỗi nha, tôi không muốn trả lời mấy anh nữa. Làm ơn đi. Đi mà. Anh nói vậy thôi. Nói vài câu thôi. Làm ơn đi. Đây là chuyện riêng tư của người ta mà. Có gì để nói hết. Đừng có hỏi nữa. Tại sao vậy? Tự đi. Em thất vọng vì anh lắm đó. Chuyện không giống như em đang nghĩ đâu. Vậy chuyện này rốt cuộc là sao? Em không muốn đi chung thang máy với anh nữa. Chào buổi sáng. Xin chào. Chào buổi sáng.
Chà. Nè, cho anh một nửa đi. Anh đang no rồi mà. À, Tử Ni à, dù Tử Nhân có lỗi gì thì vẫn là anh trai của con đó. Có phải mọi người đều cảm thấy con làm sai rồi phải không? Điều này phải coi là lý do gì mà con làm như vậy mới được. Sáng nắng chiều mưa, có lý do gì để cho mọi người thử đây chứ. Con thì không nghĩ cho ba đâu. Tử Nhân còn trẻ, tất nhiên là thích cái mới rồi. Nếu như là con á, thì con cũng vậy thôi. Cho anh mà. Xin lỗi nha, không giúp được con rồi. Thật ra chú nói ít một câu là đã giúp con rồi. Mà Tử Nhân, em cho anh một cơ hội cuối cùng đó. Lát nữa em sẽ đi gặp xí muội. Anh có muốn em nói giúp anh cái gì hay không? Anh không có gì để nói với cổ hết. Được, em quyết định mãi mãi không nói chuyện với anh nữa. Cô có biết không, từ sau khi cô và Mã Tử Nhân yêu nhau thì cô mất đi rất nhiều người hâm mộ nam đó. Bây giờ coi như thoát nạn rồi. Nhưng tôi không muốn người ta nói ảnh chị hot girl gợi cảm hơn tôi, nên anh ấy chọn cô ta mà không chọn tôi. Bây giờ tôi không cần ảnh chứ không phải là ảnh không cần tôi. Bây giờ thì tốt quá rồi. Dư luận đều đang đứng về phía của cô. Mọi người đều cho rằng cô mới là nạn nhân. Cô biết không, bây giờ người ủng hộ cô lại tăng lên nữa rồi. Bây giờ trên mạng đều nói là cô hơn hẳn hot girl rồi đó. Cô lấy lại được vị trí nữ thần rồi còn gì. Thật sao? Phải nè, tôi hẹn với đám phóng viên rồi. Tôi đi coi họ tới đủ chưa. Ừ, đợi một lát. Tử Ni, dũng dĩ là tôi tới để thay mặt anh tôi nói câu xin lỗi với cô. Ngốc quá, anh cô là anh cô, còn cô là cô mà. Cô không cần xin lỗi tôi đâu. Tóm lại là cho dù tôi và Tử Nhân thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn là bạn tốt. Cảm ơn cô còn xem tôi là bạn. Đạo diễn Lâm tới rồi, tôi qua nói chuyện với anh trước. Đang đợi phóng viên. Còn bao lâu nữa? Xí muội, phóng viên tới đủ rồi đó. Ờ, được rồi. Nè, tối nay muốn ăn gì đây? Lẩu kem của tối hôm qua vẫn còn chưa tiêu quá hết. Qua nhà anh làm salad cho em ăn cho dễ tiêu. Để coi đã. Đạo diễn Lâm à, nhân viên bên đó kêu anh mời họ ăn chiều kìa. Ờ, được rồi. Thì ra eo không phải là cho Leslie mà là cho Lâm. Người phản bội không phải là anh hai mà là xí muội. Xí muội, Leslie phản bội cô để mà đến với hết cơ. Cô có thấy đau lòng hay không? Chuyện đau lòng thì tôi không muốn nhắc tới nữa. Tôi chỉ muốn chú trọng sự nghiệp thôi. Có phải do anh ta ăn dụng nên cô mới chia tay và hủy luôn hợp đồng hay không? Điều tôi không chấp nhận được chính là sự phản bội. Anh đối với cô như vậy, cô có tha thứ cho anh không? Tuy là anh ta có phản bội tôi về mặt tình cảm, nhưng mà tôi không có hận anh ấy. Tôi mong là cả hai vẫn còn có thể làm bạn. Xí muội à, cô là người rộng lượng thật đó. Đối với người phản bội cô mà cô vẫn có thể làm bạn sao? Ai mà chưa từng làm sai chứ. Mong là anh biết sai mà sửa sai. Sau này đừng làm một số chuyện làm tổn thương bạn gái của mình nữa là được rồi. Đoán coi em mua cái gì cho anh ăn nè. Gà quay đâm khô mà anh thích nhất nè. Chính xác. Ủa, những người khác đâu rồi? Họ không nói cho anh biết sao? Họ đi ăn tiệc hết rồi. Chắc là tại còn giận anh nên không nói cho anh biết. À phải, em không giận anh nữa hả? Em giận anh á, tại sao ngay từ đầu không nói cho em biết? Người phản bội chính là xí muội mà không phải anh. Em biết rồi sao? Chuyện của xí muội và đạo diễn MV chứ gì. Anh biết từ khi nào vậy? Biết sớm hơn em khoảng một tuần thôi. Anh bắt gặp họ ở ngoài phố hả? Vậy làm sao anh biết? Khi trái tim một người không còn chỗ cho em thì tự em sẽ cảm nhận được. Từ sau khi cô quen biết ông đạo diễn này, con người cổ đã thay đổi hoàn toàn, trở nên rất lạnh nhạt đối với anh. Lúc đó anh vẫn chưa có nhận làm cho hot girl mà. Lúc đó ngay cả hot girl là ai anh còn chưa biết nữa. Vậy tức là lúc ở phòng chụp ảnh, em đã hiểu lầm là anh bị hot girl mê hoặc sao? Anh đã biết chuyện giữa xí muội và đạo diễn,
Nhưng mà anh vẫn im lặng chịu đựng như vậy sao? Tuy là anh đã nhìn thấy được tình bạn của em và xí muội, nhưng không ngờ em giận như vậy. Bắt em phải đứng giữa anh và cổ khổ sở như vậy. Xin lỗi nha. Anh á, thiệt là khờ quá đi à. Có chuyện cũng không nói em biết nữa, một mình chịu đựng như vậy. Em cũng biết em rất nóng nảy rồi mà. Làm sao biết được nếu anh nói ra, em có chạy ngay tới đài truyền hình chửi cổ trước mặt mọi người không? Anh sợ chuyện này lộ ra ngoài thì sẽ làm ảnh hưởng tới cổ hả? Anh là con trai, còn là người làm việc hậu trường, cùng lắm thì bị người ta chửi anh trăng qua thôi. Qua một thời gian sẽ không còn ai nhớ nữa. Nhưng mà cổ thì khác. Cổ đứng ở trước sân khấu, lại còn là con gái. Những tin tức trái chiều sẽ làm hại cổ. Đúng lúc mấy phóng viên đó cũng đang viết tin về anh nữa. Còn hot girl cũng không ngại lấy anh để làm quảng cáo. Vậy anh để mặc người khác đổ oan cho anh vậy sao? Bây giờ rõ ràng xí muội có lỗi chứ đâu phải là anh đâu. Tử Ni à, khi mà em thật sự yêu một người, em sẽ hiểu là người đó ra sao giống dĩ không quan trọng nữa. Chỉ cần em thật lòng yêu người đó, em sẽ không muốn người ta phải chịu tổn thương. Chỉ cần có thể thì em sẽ luôn muốn bảo vệ cho người ta, đến khi người đó tìm được hạnh phúc. Tình yêu mệt mỏi tới như vậy sao? Hay là tại anh khờ quá đây? Ha, bao lâu rồi em chưa bị anh đánh hả? Không được, không được. Có em đánh trả lại anh nè. Dám đánh trả hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.